Ngọc Hà xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã nhấn like và đăng ký kênh, lựa chọn hành trình tương lai để cập nhật tin tức mỗi ngày và theo dõi những phần nhân sinh cảm ngộ. Trước tiên là phần điểm tin chính. Hải Phòng xử phạt xe khách 41 chỗ nhồi nhét 81 người. Cảnh sát đột kích bắt hàng loạt người bào chế chất cấm ở Sài Gòn. Hà Nội bắt khẩn cấp nhóm bảo kê thu hàng tỷ đồng khu vực chợ Long Biên. Nhiều em nhỏ ở Huế nhập viện vì đốt pháo mua trên mạng. Chủ tiệm vàng ở Quảng Ngãi bị bắt sau một năm vỡ hụi. Sân bay Nội Bài Tân Sơn Nhất chính thức thu phí không dừng. Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, diễn biến thời tiết ba miền dịp Tết Nguyên đán. Ảnh tượng Phật trên núi Bà Đen đạt giải nhiếp ảnh quốc tế. Lộ diện đường hoa Tết Đà Nẵng cùng linh vật mô phỏng cầu rồng phun lửa. Ấm lòng chuyến xe không đồng đưa hàng trăm người con tha hương về quê đón Tết. Tin thế giới, Trung Quốc vật lộn với bất động sản dư thừa khổng lồ đủ cho 150 triệu người ở. Trung Quốc lên tiếng sau cáo buộc của Philippines về tấn công mạng. Người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp tràn vào Guam, đe dọa lãnh thổ Mỹ. Israel đón hàng chục nghìn lao động nước ngoài thay thế người Palestine. Nga kiểm soát 26% lãnh thổ Ukraine, Moscow nói EU đẩy Kiev vào hố nợ. Nga có thể không đủ vũ khí cấp phát cho lính dự bị. Lầu Năm Góc lần đầu tiên lên tiếng về thương vong với người Iran trong vụ tấn công trả đũa. Ông Trump dọa sẽ áp thuế cao với hàng Trung Quốc. Nổ lớn ở nhà máy pháo hoa Ấn Độ, gần 90 người thương vong. Sau đây là nội dung chi tiết. Truyền thông trong nước dẫn thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa tiến hành xử phạt hành chính 20 triệu đồng đối với nhà xe chở gấp đôi số người quy định trên tuyến xe khách cố định. Cụ thể, vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 4 tháng 2, quốc lộ 10, đoạn thuộc địa bàn xã Quang Trung, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe khách loại 41 chỗ giường nằm do lái xe Vũ Văn Tiếp cầm lái, chạy tuyến cố định Hải Hậu, Nam Định, Móng Cái, Quảng Ninh. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện xe đang chở 81 người, gấp đôi số người quy định, vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn giao thông. Lái xe cho biết, do nhu cầu khách về quê ăn Tết cao và muốn kiếm thêm tiền nên đã chở quá số ghế quy định. Căn cứ mức độ vi phạm, Trạm Cảnh sát Giao thông Quang Trung đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 20 triệu đồng và buộc nhà xe chuyển tải hành khách sang phương tiện khác. Đồng thời, đơn vị này cũng yêu cầu lái xe phải cam kết không tái phạm. Theo báo VnExpress, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định bắt giam Lâm Huỳnh Minh Mẫn 40 tuổi, Lê Ngọc Thành 40 tuổi, Phạm Ngọc Đức 35 tuổi cùng 13 người khác để điều tra về các tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất cấm, lưu hành tiền giả và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Theo hồ sơ điều tra vừa qua, trinh sát quận Bình Thạnh phát hiện Đức cùng nhiều đàn em cung cấp chất kích thích cho dân chơi. Tuy nhiên, nghi can này chỉ là đại lý cấp dưới, nguồn hàng lấy của một lò khác. Sau quá trình điều tra, cảnh sát xác định Mẫn và Thành cầm đầu việc sản xuất các loại chất cấm tổng hợp như thuốc lắc, nước vui. Bộ đôi này rất manh động, luôn thủ súng quân dụng trong người để giải quyết tranh chấp với các băng nhóm đối thủ, sẵn sàng chống trả trinh sát. Sau thời gian theo dõi, cảnh sát đã ập vào bắt quả tang Đức cùng nhiều tăng vật. Khám xét 11 địa điểm là các kho, nơi ở những người này, ban chuyên án phát hiện nhiều tờ tiền giả, gần 10 kg chất gây nghiện tổng hợp các loại, hơn 200 viên thuốc lắc, 2 khẩu súng quân dụng, súng thể thao, 30 viên đạn các loại. Trong xưởng sản xuất do Mẫn điều hành, nhà chức trách thu giữ thêm 5 kg bột hóa chất phụ gia làm nước vui, hơn 1.000 vỏ túi nước vui, máy ép nhiệt và nhiều dụng cụ khác. Thưa quý vị, giới hữu trách thành phố Hà Nội vừa bắt khẩn cấp nhóm 7 nghi phạm do có hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại khu vực chợ Long Biên. Theo tài liệu điều tra, 28 người bị hại là các tiểu thương, người lái xe chở hàng đến khu vực chợ Long Biên sẽ phải liên hệ với nhóm bảo kê và mất tiền cho nhóm này để xin chỗ ngồi bán hàng. Nhóm bảo kê lấn chiếm lòng đường Hồng Hà thuộc phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội, sát chợ Long Biên tạo thành khu vực ngay bên ngoài cổng chợ. Sau đó nhóm này xác lập một khu vực riêng và thực hiện bảo kê tại đây. Các tiểu thương buộc phải chấp nhận theo sự sắp xếp và nộp tiền theo yêu cầu. Nếu không nộp tiền sẽ không được bán hàng và đuổi khỏi chợ. Theo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội, trung bình mỗi ngày nhóm thu từ 10 đến 30 triệu đồng, hàng tháng thu từ 400 đến 500 triệu đồng, tương đương khoảng 5 đến 6 tỷ đồng mỗi năm. Việc thu tiền không có hóa đơn, chứng từ. Khu vực buôn bán là lòng đường vỉa hè, không được cấp phép kinh doanh, không thuộc quản lý ban quản lý chợ Long Biên. Người bán hàng phải nộp tiền theo các mức mà nhóm bảo kê áp đặt, không được phép thỏa thuận. Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa tiếp nhận 4 bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng do đốt pháo. Cụ thể, vào ngày 4 tháng 2 vừa qua, khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận 3 bệnh nhi từ 3 đến 14 tuổi cùng ở huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế bị bỏng nhiều vùng trên người do đốt pháo mua trên mạng.
trong đó có một bệnh nhi 3 tuổi bị bỏng 16% ở vùng bàn tay, cẳng chân và mặt bị sưng. Hiện nay sức khỏe 3 bệnh nhi trên cơ bản ổn định, được chuyển đến theo dõi tại khoa hồi sức tích cực. Trước đó, bệnh viện cũng tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhi khác, chú huyện Phú Lộc, bị bỏng diện rộng do đốt pháo. Bệnh nhi này bị bỏng diện rộng, chẩn đoán diện tích bỏng là 12%, vùng sa tay bị cháy sâu và đang có kế hoạch phẫu thuật trong vài ngày tới. Theo bác sĩ, các bệnh nhi bị bỏng do đốt pháo mua trôi nổi trên mạng đều là vết thương bỏng nặng. May mắn các cháu được đưa đến bệnh viện và cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy hiểm đến tính mạng. Các bác sĩ khuyến cáo các phụ huynh trên địa bàn cần giám sát con em mình trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán này, đặc biệt là việc nghiêm cấm các cháu mua, đốt pháo dẫn đến nhiều nguy cơ bị bỏng đáng tiếc như trên. Ngày 6 tháng 2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bà Võ Thị Thu Hồng, sinh năm 1970, trú tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Động thái này diễn ra sau gần một năm bà Hồng cắt liên lạc với các chủ nợ, khiến cả xã xôn xao. Theo cơ quan điều tra, tiệm vàng Kim Hồng Phát của bà Hồng đã hoạt động 20 năm. Nhiều năm qua, mỗi khi người dân mua vàng, bà Hồng đề nghị họ gửi tiền cho mình kinh doanh để nhận lãi suất cao hơn ngân hàng 3-5%. Nhiều người thấy bà Hồng có tiệm vàng lớn, gia thế tốt nên đưa tiền mà không cần giấy tờ. Những năm trước, bà Hồng thực hiện đúng cam kết trả lãi nên uy tín ngày càng tăng. Các nông dân, tiểu thương, chủ tàu cá ở Bình Châu còn chủ động tìm đến để gửi từ hàng chục triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Khoảng 5 năm trở lại đây, bà Hồng lấy lý do con mở công ty bất động sản nên vay mượn thêm nhiều người để gửi cho con kinh doanh. Bà Hồng lấy tiền người sau trả lãi cho người trước và càng ngày nợ nần càng nhiều. Đến tháng 3/2023, bà Hồng cắt liên lạc, bỏ nhà và tiệm vàng ở huyện Bình Sơn lên trung tâm thành phố Quảng Ngãi, cách đó khoảng 30 km để lánh các chủ nợ. Việc bà Hồng trốn nợ khiến hàng trăm người lo lắng, tụ tập trước tiệm vàng gây rúng động dư luận một thời. Liên quan đến lĩnh vực giao thông, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đang tiến hành vận hành thử nghiệm hệ thống thu không dừng tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3. Theo đó, hệ thống thu phí không dừng tại sân bay được thiết kế để nhận diện các thẻ tài khoản ETC mà tài xế đã dán để lưu thông qua trạm thu phí đường bộ trong nhiều năm qua. Như vậy, xe không đăng ký dịch vụ thu phí không dừng sẽ không thể sử dụng hệ thống này. Đại diện ACV cho biết, việc áp dụng thu phí điện tử không dừng không làm thay đổi loại hình dịch vụ cũng như mức giá thu đang duy trì tại sân bay. Hiện sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng đang duy trì mức phí ra và vào trong 10 phút đầu là 10.000 đồng với xe dưới 9 chỗ, 15.000 đồng với xe 10-30 chỗ và 25.000 đồng với xe 30 chỗ trở lên. Việc tính phí theo thời gian được các tài xế kỳ vọng giúp thoát nhanh khỏi sân bay sau khi đón được khách. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc tại trạm thu phí đầu ra đã cản trở mong muốn này. Hệ thống thu phí không dừng hứa hẹn sẽ ngăn ngừa ùn tắc, giúp dòng xe thoát khỏi sân bay nhanh hơn. Quay trở lại với những diễn biến mới nhất về tình hình thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bắt đầu từ hôm nay mùng 7 tháng 2, tức 28 tháng Chạp, không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc gây mưa nhỏ, nên nhiệt giảm 6-7 độ C. Trong 2 ngày 29-30 tháng Chạp, nhiệt độ xuống thấp nhất đợt, vùng đồng bằng thấp nhất là 13 độ C, vùng núi dao động từ 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Sau mùng 1-4 Tết, miền Bắc hửng nắng vào buổi trưa, mỗi ngày tăng đến 1-2 độ, ban ngày có thể lên 24 độ, ban đêm xuống còn 13-17 độ C. Tại miền Trung, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, từ 29 tháng Chạp đến ngày mùng 3 Tết Giáp Thìn, trời mưa rào, thấp nhất là 14 độ C, cao nhất là 25 độ C. Khu vực Quảng Bình, Thừa Thiên Huế từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết có mưa rào, cao nhất là 26 độ C, thấp nhất là 19 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ đêm 29 tháng Chạp dự báo có mưa rào ở phía Bắc, cao nhất 24-27 độ C. Phía Nam ít mưa, trời nắng từ 28-31 độ C, ba đêm xuống 21-25 độ C. Nam Bộ và Tây Nguyên trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn trời nắng, nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ là 32-35 độ, Đông Nam Bộ trên 35 độ, ngưỡng nắng nóng, thấp nhất là 23-26 độ C. Tây Nguyên dao động từ 17-32 độ C. Báo Thanh Niên đưa tin, Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony vừa công bố danh sách các tác phẩm đạt giải thưởng quốc gia và khu vực năm 2024. Theo đó, tác phẩm Đỉnh núi cao nhất miền Nam Việt Nam đã xuất sắc vượt qua 415.000 bài dự thi của hơn 74.000 nhiếp ảnh gia từ hơn 206 quốc gia trên toàn cầu để trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách này. Đặc biệt, hình ảnh núi Bà Đen đang được xếp ở vị trí cao nhất trong danh sách và sẽ được triển lãm tại Somerset House, London, Anh vào tháng 4 tới đây. Tác phẩm được nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt thực hiện vào một buổi bình minh tháng 10/2023 tại núi Bà Đen, Tây Ninh. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tượng Phật Bà Tây Bồ Đà Sơn ẩn hiện trong mây và nắng sớm, hài hòa cùng với bức tranh thiên nhiên tươi đẹp của núi Bà, tạo nên khung cảnh huyền ảo.
Giải thưởng nhiếp ảnh Sony World Photography Awards được thực hiện bởi Tổ chức Nhiếp ảnh Thế giới tới nay đã 11 năm và được quốc tế công nhận là một trong những sự kiện quan trọng nhất của nhiếp ảnh toàn cầu hàng năm. Thưa quý vị, những ngày qua dọc tuyến đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, Đà Nẵng, các đơn vị đang gấp rút hoàn thành đường hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Theo kế hoạch, đường hoa Tết Đà Nẵng hoàn thành trong ngày hôm nay mùng 7 tháng 2, nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão và tổ chức đón người dân vui chơi đến hết ngày 19 tháng 2, nhằm mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Tết năm nay, Đà Nẵng đầu tư gần 20 tỷ đồng để thực hiện 15 vị trí trang trí hoa và 6 vị trí trang trí điện chiếu sáng tại khuôn viên điểm quảng trường phía Bắc, khu vực đuôi cầu rồng, điểm nhấn trang trí là linh vật rồng bay. Chủ đề của điểm hoa Tết này là vũ điệu xuân với hình ảnh con rồng uốn lượn nhấp nhô theo vũ điệu. Linh vật rồng này có hiệu ứng phun lửa, phun khói, phun nước, tạo sự vui tươi nhộn nhịp phù hợp với không khí ngày xuân. Nhiều người thích thú và cho rằng đây chính là mô hình thu nhỏ của cầu rồng, biểu tượng độc đáo của thành phố bên sông Hàn. Dù chưa chính thức mở nhưng vẫn có rất đông người dân, du khách đến để tận mắt chứng kiến linh vật rồng phun lửa và lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại nơi này. Báo Tiền Phong đưa tin, vào sáng ngày hôm qua, Ban tổ chức chương trình Sắc quê Quảng Ngãi tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện 11 chuyến xe không đồng, lần lượt đưa 450 người dân Quảng Ngãi về quê đoàn viên với người thân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trên các chuyến xe, nhiều người dân bày tỏ cảm động khi được về quê đoàn viên cùng gia đình sau nhiều năm lam lũ nơi đất khách. Chị Dương Thị Kim Liên, Tổng thư ký chương trình Sắc quê Quảng Ngãi cho biết, Ban tổ chức chuyến xe không đồng rất hạnh phúc khi chia sẻ khó nhọc cùng bà con. Tuy nhiên cũng có một chút buồn bởi có hơn 1.000 người đăng ký nhưng chỉ hỗ trợ được khoảng 450 người. Tết cận kề là thời điểm khan hiếm vé xe, vé tàu về quê ăn Tết. Giá vé vì thế cũng cao hơn so với ngày thường. Những chuyến xe nghĩa tình, hỗ trợ vé miễn phí thật sự có ý nghĩa đối với người lao động tha hương, người dân đi khám, chữa bệnh, sinh viên nghèo Quảng Ngãi đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là phần tin thế giới. Tin thế giới. Trung Quốc vật lộn với bất động sản dư thừa khổng lồ đủ cho 150 triệu người ở. Trung Quốc lên tiếng sau cáo buộc của Philippines về tấn công mạng. Người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp tràn vào Guam, đe dọa lãnh thổ Mỹ. Israel đón hàng chục nghìn lao động nước ngoài thay thế người Palestine. Nga kiểm soát 26% lãnh thổ Ukraine, Moscow nói EU đẩy Kiev vào hố nợ. Nga có thể không đủ vũ khí cấp phát cho lính dự bị. Lầu Năm Góc lần đầu tiên lên tiếng về thương vong với người Iran trong vụ tấn công trả đũa. Ông Trump dọa sẽ áp thuế cao với hàng Trung Quốc. Nổ lớn ở nhà máy pháo hoa Ấn Độ, gần 90 người thương vong. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tính đến cuối năm 2023, số lượng nhà ở tồn kho tại Trung Quốc đã đạt gần 5 tỷ m2, đủ chỗ ở cho khoảng 150 triệu người. Trong bối cảnh này, loạt công ty cũng như các trang web giao bán bất động sản trực tuyến đều đang sôi động với thông tin giảm giá. Ví dụ một căn hộ ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đang được giao bán với mức giá 8.300 nhân dân tệ mỗi mét vuông, giảm 3.000 nhân dân tệ so với trước đó. Tuy nhiên, cuộc đua giảm giá đang diễn ra càng khốc liệt hơn khi thị trường bất động sản tại Trung Quốc đã trở nên bão hòa. Theo ghi nhận, mức tồn kho nhà ở tại Trung Quốc hiện đang ở mức kỷ lục, trong khi nhu cầu mua nhà lại giảm mạnh. Trung Quốc đang phải đối mặt với hậu quả của việc điên cuồng xây dựng nhà cửa từ những năm trước. Mức tồn kho nhà vẫn cao do doanh số bán hàng chậm chạp. Theo một cuộc khảo sát của Viện China Index, tổng doanh thu của 100 công ty bất động sản hàng đầu Trung Quốc đã giảm 33,3% trong tháng 1/2024 so với cùng kỳ năm ngoái. Giới chuyên gia cho biết, Trung Quốc có thể mất đến 5 năm để giải quyết lượng nhà tồn kho dư thừa. Tuy nhiên, quá trình này không dễ dàng do các yếu tố dân số học và lối sống. Truyền thông quốc tế đưa tin, vào ngày hôm qua mùng 6 tháng 2, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc rằng Trung Quốc đứng sau các vụ tấn công mạng gần đây vào các trang web và email của cơ quan chính phủ Philippines. Theo ghi nhận, tuyên bố được đưa ra sau khi Philippines tố cáo các tin tặc từ Trung Quốc cố gắng đột nhập vào nhiều trang web của chính phủ Philippines, gồm cả trang cá nhân của Tổng thống Ferdinand Marcos, nhưng không thành công. Manila không chỉ ra còn quốc gia nào có liên quan đến các tin tặc này, nhưng cho biết họ xác định các tin tặc sử dụng hạ tầng của hãng viễn thông nhà nước Trung Quốc Unicom. Đáp lại cáo buộc này, phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila tuyên bố, chính phủ Trung Quốc phản đối mạnh mẽ và sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia hoặc cá nhân nào thực hiện các hành vi tấn công mạng hoặc các hoạt động trái phép khác trên lãnh thổ Trung Quốc hoặc sử dụng hạ tầng của Trung Quốc. Trong bối cảnh này, Philippines cho biết đang chuẩn bị ban hành một chiến lược an ninh mạng kéo dài 5 năm nhằm tăng cường các biện pháp phòng thủ trên không gian mạng.
Thưa quý vị, hãng tin Vision Times mới đây đã dẫn lời cảnh báo của ông James Mullen, dân biểu Đảng Cộng Hòa tại đảo Guam, Hoa Kỳ, về sự xâm nhập lớn của người nhập cư bất hợp pháp từ Trung Quốc đang diễn ra tại hòn đảo này. Dân biểu Mullen cho biết, trong các báo cáo hồi tháng trước, một thuyền trưởng và ba người khác bị cáo buộc vận chuyển trái phép công dân Trung Quốc đến Guam. Cũng vào thời gian này, lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ đã giải cứu 6 công dân Trung Quốc khỏi một chiếc thuyền bị chìm ở phía bắc hòn đảo. Ông Mullen bày tỏ lo lắng rằng người Trung Quốc trên đảo có thể thay mặt chính quyền thu thập thông tin tình báo. Được biết, Guam là lãnh thổ trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, nơi Bộ Quốc phòng sở hữu khoảng 1/4 đảo và có gần 7.000 binh sĩ đang tại ngũ trên đảo. Tuy nhiên, Guam gần Bắc Kinh hơn nhiều so với Hawaii và nằm trong tầm bắn của tên lửa hạt nhân mà Trung Quốc và Triều Tiên sở hữu. Theo đó, ông Mullen cảnh báo rằng vị trí đặc thù của đảo Guam đều sẽ có liên quan đến mọi kịch bản chiến tranh diễn ra, đồng thời kêu gọi hỗ trợ từ chính quyền Biden để bảo vệ Guam khỏi sự đe dọa từ chính quyền Trung Quốc. Trong bối cảnh căng thẳng Hamas-Israel vẫn tiếp tục leo thang, chính phủ Israel vừa đưa ra thông báo rằng trong những tuần tới, Israel sẽ đón 65.000 lao động nước ngoài để thay thế nhân lực Palestine đã rời đi kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát. Theo kênh truyền thông Al Jazeera, những lao động nước ngoài này chủ yếu đến từ Uzbekistan, Sri Lanka và Ấn Độ. Chính phủ Israel hy vọng rằng lực lượng lao động nước ngoài mới sẽ giúp bù đắp cho sự thiếu hụt nhân sự ở một số lĩnh vực, đặc biệt là ngành xây dựng. Được biết, trước ngày 7 tháng 10, 2023, có khoảng 72.000 lao động Palestine đã làm việc tại khu vực bờ Tây trong ngành xây dựng. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ còn khoảng 20.000 lao động nước ngoài đang làm việc tại Israel và một nửa các công trường tại đây đã phải đóng cửa do thiếu nhân lực. Vào tháng 12, 2023, nhiều nguồn tin cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn sẵn lòng cho các công nhân Palestine trở lại vì nền kinh tế Israel gặp khó khăn. Tuy nhiên, đa số thành viên trong nội các của Thủ tướng Netanyahu lại không ủng hộ kế hoạch này và đã từ chối. Hiện chính phủ Palestine chưa bình luận về vụ việc này. Theo thông tin từ Ukrinform mới đây, Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận rằng Nga đã kiểm soát được khoảng 26% lãnh thổ Ukraine. Do đó, Tổng thống Zelensky đề xuất Quốc hội gia hạn lệnh tổng động viên thêm 3 tháng. Cụ thể, Tổng thống Zelensky cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Nga đang kiểm soát khoảng 26% lãnh thổ của Ukraine. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang tiến hành những nỗ lực quân sự để ngăn chặn bước tiến của đối thủ. Chúng tôi đã tái chiếm được 50% lãnh thổ đã mất kể từ tháng 2022. Ông Zelensky nhấn mạnh nỗi sợ hãi và sự hỗn loạn ban đầu đã dần biến mất, vì hiện nay Ukraine đã thay đổi và trở nên gần gũi hơn với châu Âu. Với một quân đội được trang bị vũ khí phương Tây và mặc dù vẫn còn mệt mỏi, nhưng Ukraine vẫn mạnh mẽ tiếp chiến. Cùng ngày hôm qua, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo rằng khoản vay mới trị giá 33 tỷ euro của Liên minh châu Âu cho Ukraine sẽ khiến Kiev gặp khó khăn về nợ nần. Bà Zakharova nói, trong khi nông dân châu Âu đang cần sự giúp đỡ, Liên minh châu Âu lại quyết định cho Ukraine vay thêm hàng chục tỷ euro. Chúng ta hiểu rõ rằng số tiền này sẽ đi về đâu do tình trạng tham nhũng ở Ukraine vẫn còn nặng nề. Các thế hệ người Ukraine tiếp theo sẽ phải đối mặt với nợ nần này. Trong bối cảnh G7 đang xem xét sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga làm tài sản thế chấp để hỗ trợ Ukraine, Điện Kremlin cảnh báo rằng hành động này sẽ gây ra những hậu quả lâu dài và làm suy yếu hệ thống kinh tế toàn cầu. Hãng Reuters dẫn thông tin từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ cho biết, Nga hiện có hơn 60.000 lính dự bị, nhưng chỉ có khoảng 20.000 trong số họ được cung cấp đủ vũ khí. Tổ chức này nhận định rằng, mặc dù Nga có khả năng duy trì nhịp độ hoạt động hiện tại và không ngừng nỗ lực mở rộng cơ sở công nghiệp quốc phòng, nhưng vẫn khó có thể hỗ trợ đầy đủ cho lực lượng dự bị. Cùng lúc đó, chuyên gia quân sự Ukraine Mashovet cũng cho biết các đơn vị dự bị của Nga có tổng cộng khoảng 60.000 đến 62.000 quân, song họ chỉ cấp phát vũ khí và trang bị chiến đấu cho khoảng 20.000 lính. Được biết, Nga gần đây đang tiến công trên khắp chiến tuyến dài 1.000 km sau đợt phản công quy mô lớn của Ukraine thất bại. Tuy nhiên, tình hình chiến trường tối nay nhìn chung vẫn chưa có thay đổi mang tính đột phá và chiến sự vẫn đang trong tình trạng bế tắc. Trong cuộc họp báo mới nhất, tướng Patrick Ryder, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ đã tuyên bố rằng cuộc tấn công diễn ra vào ngày 2 tháng 2 nhắm vào các mục tiêu Iraq và Syria không gây ra bất kỳ thiệt hại nào đối với người dân, tuy nhiên có thể có những thương vong khác. Tướng Ryder cho biết Mỹ đã phá hủy hoặc gây hư hại cho hơn 85 mục tiêu tại 7 cơ sở trong khu vực. Trong khi đó, lực lượng huy động nhân dân Iraq báo cáo rằng có 16 thành viên của họ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công, trong đó bao gồm cả tay súng và nhân viên y tế. Tại Syria, Giám đốc Trung tâm Quan sát Nhân quyền Syria Rami Abdurrahman cho biết cuộc tấn công đã khiến 23 người đang canh gác các địa điểm mục tiêu của Mỹ bị thương. Vụ tấn công này được tiến hành nhằm trả đũa việc căn cứ Tháp 22 của Mỹ ở Jordan bị máy bay không người lái tấn công hôm 28 tháng 1, làm 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 34 người khác bị thương, đánh dấu lần đầu tiên binh sĩ Mỹ thiệt mạng dưới hỏa lực trực tiếp ở Trung Đông kể từ khi cuộc chiến Hamas-Israel bùng nổ vào ngày 7 tháng 10, 2023.
Truyền thông quốc tế đưa tin, mới đây cựu Tổng thống Donald Trump đã công bố kế hoạch áp thuế mạnh đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trong trường hợp ông trở lại Nhà Trắng. Cụ thể, theo thông tin từ báo Washington Post, đội ngũ tranh cử của ông Trump đang cân nhắc kế hoạch áp thuế 60% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông Trump cho biết mức thuế có thể sẽ cao hơn nữa. Ông Trump cũng đề xuất áp thuế 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ, mặc dù điều này đã nhận được chỉ trích về việc có thể tăng chi phí cho người tiêu dùng. Trước động thái này, Tổ chức Diễn đàn Hành động Mỹ cho biết, chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến người Mỹ thiệt hại khoảng 195 tỷ USD kể từ năm 2018. Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Trung chỉ ra rằng Mỹ đã mất 245.000 việc làm do cuộc chiến tranh kinh tế. Trong bối cảnh các cuộc bầu cử quan trọng sắp diễn ra, cựu Tổng thống Donald Trump đang dẫn đầu trong cuộc đua tranh đề cử của Đảng Cộng Hòa với hai chiến thắng đầu tiên trong các cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở bang Iowa và New Hampshire. Dự kiến ông Trump có thể tái đấu với Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 10 tới đây. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua mùng 6 tháng 2, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở Ấn Độ, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 80 người khác bị thương. Theo ghi nhận, từ các đoạn video được phát sóng trên các kênh truyền thông Ấn Độ, ngọn lửa và khói bốc cao lên trên bầu trời sau vụ nổ tại nhà máy pháo hoa ở quận Hada, bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ. Hàng chục xe cứu thương và trực thăng quân sự đã được triệu tập để giải cứu những người bị nạn. Đại diện cảnh sát Hada Mahobia thông báo rằng, cho đến nay có 8 người đã thiệt mạng và khoảng 80 người bị thương. Tuy nhiên, ông cho rằng số người thiệt mạng có thể sẽ tăng lên. Theo nguồn tin từ quan chức cấp cao của Hada, Kailash Jain, nhà máy hiện có khoảng 200-300 công nhân, tuy nhiên không rõ có bao nhiêu người ở bên trong vào thời điểm vụ nổ xảy ra. Ông cũng cho biết ít nhất 10 tòa nhà xung quanh hiện trường đã bị hư hại do cường độ của vụ nổ. Được biết, việc sản xuất và sử dụng pháo hoa rất phổ biến ở Ấn Độ, đặc biệt trong lễ hội Diwali của đạo Hindu và trong các đám cưới. Tuy nhiên, các vụ tai nạn cháy nổ thường xuyên xảy ra tại các nhà máy sản xuất pháo hoa do không tuân thủ các quy định an toàn cơ bản và hoạt động không có giấy phép. Như ảnh trên đã kết thúc phần bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Và tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi phần nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Ngọc Hà xin chia sẻ một chủ đề: đừng sống bằng định kiến của ngày hôm qua. Tất cả chúng ta đều từng có một quá khứ, gồm những giây phút êm đềm và cả những giây phút sóng gió. Quá khứ ấy, có người để nó tác động mạnh mẽ đến cuộc sống hiện tại, còn có người đã thành công cho nó vào dĩ vãng. Có một câu nói rằng, ai sống bằng quá khứ, bằng định kiến của ngày hôm qua, thì sẽ không có cơ hội tin và hiểu con người. Tôi cũng tin rằng như vậy. Tôi tin rằng nếu bạn chỉ nhớ về quá khứ, sống dựa vào những định kiến đến từ quá khứ, thì hầu hết những chuyện bạn nhớ sẽ khiến bạn luôn đặt bản thân vào trạng thái tự bảo vệ mình. Bạn sẵn sàng tấn công người khác để đảm bảo rằng người khác sẽ không thể tấn công bạn hay có thể khiến bạn cảm thấy bị tổn thương. Tuy nhiên, ngày hôm nay không giống như ngày hôm qua. Những người gặp bạn trong ngày hôm nay không giống với những người bạn gặp của ngày hôm qua. Hãy để thời gian xóa đi những lỗi lầm, những tổn thương trước đây. Thay vào đó, bạn hãy mở rộng tấm lòng, mở rộng trí óc. Hãy kiên trì và tin vào tâm hồn con người. Đừng nhớ về những gì không tốt đẹp trong quá khứ, mà bỏ qua những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Đừng ngại mạo hiểm để thay đổi cuộc sống. Hãy trân quý những gì xảy ra đối với bạn. Nếu điều xảy ra giống như những gì bạn mong chờ, điều đó có nghĩa là bạn xứng đáng được hưởng những thành tựu đó. Còn nếu điều xảy ra nằm ngoài dự kiến của bạn, khiến bạn gặp khó khăn liên tiếp, điều đó có nghĩa là bạn đang cần thay đổi bản thân mình. Ở một số khía cạnh nào đó, đây chính là bàn đạp cho những thành công sau này. Ý nghĩa của cuộc sống không phải là nó đem đến cho ta điều gì, mà ở chỗ ta có thái độ đối với nó ra sao. Không phải ở chỗ điều gì xảy ra với ta, mà ở chỗ phản ứng với những điều đó như thế nào. Do vậy, vấn đề mấu chốt chính là thái độ của bạn khi đón nhận những gì đang xảy ra. Đó chính là điều quyết định vẻ đẹp cho cuộc sống của bạn. Quý vị có cảm nhận gì với những chia sẻ hôm nay của Hành Trình Tương Lai? Hãy để lại bình luận bên dưới quý vị nhé! Thưa quý vị, năm Quý Mão sắp qua đi, năm Giáp Thìn đang chờ đón. Chúng ta hãy tạm gác lại những kỷ niệm trong quá khứ để chờ đón những điều tốt đẹp sắp tới trong tương lai. Cuối chương trình, Ngọc Hà kính chúc quý vị thân mến của Hành Trình Tương Lai những lời chúc an lành thân thương nhất. Chúc quý vị luôn có một tinh thần và sức khỏe tốt. Trong lúc thời gian rảnh rỗi, hãy thử tìm hiểu về một môn tu luyện khí công phương xa. Theo nguyên lý Trần Thiện Nhẫn, chúng tôi có đề xuất trên màn hình xem sao quý vị nhé.
môn tù luyện đầu tiên đồng truyền vào năm 1992. Kể từ đó, pháp môn này đã truyền rộng ra hơn 100 quốc gia, mang lại lợi ích về thể chất lẫn tinh thần và nâng cao chuẩn mực đạo đức cho 100 triệu người. Cao viên đến từ khắp nơi, đủ mọi tầng lớp xã hội, hỏi xử theo pháp lý và tự ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn đạo đức cao thượng cũng như sức khỏe cải thiện ngày càng tốt hơn. Tuy rằng vẫn còn những tin đồn hiểu sai không đáng có về môn tu luyện này, nhưng chúng ta thật tỉnh táo sáng suốt để lựa chọn thiện ác phân minh và những giá trị tốt đẹp sẽ được lan tỏa. Hãy thử tìm hiểu và cảm nhận xem sao quý vị nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!